Tính đến sáng nay, ngày 3 tháng 9, khu nhà A, chung cư E2, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đã có 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để sớm cắt đứt nguồn lây tại khu vực, quận Cẩm Lệ đã triển khai biện pháp giãn nhân khẩu tại khu chung cư này. Ngay trong sáng nay, toàn bộ các hộ dân tại tầng 2, tầng 3 được di chuyển đến cách ly tập trung tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại. Tại các tầng còn lại, 50% hộ dân cũng được di chuyển đến cách ly tập trung tại trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Phường Hòa Xuân cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất tại hai trường, đảm bảo công tác hậu cần để người dân an tâm cách ly. Đối với các hộ ở lại khu chung cư, phường cũng hỗ trợ đi chợ hộ, cung ứng thực phẩm cho người dân. Để tránh cái việc lây nhiễm chéo trong khu dân cư thì phường quận cũng đã thiết lập một cách ly, đồng thời là phường chủ động phối hợp với phòng kinh tế thực hiện công tác di dân. Số hộ dân di dời là 47 hộ, 160 nhân khẩu. Khu nhà A chung cư E2, phường Hòa Xuân có 86 hộ dân với hơn 310 nhân khẩu sinh sống. Toàn bộ khu vực này đã được giăng dây cảnh báo. Các lực lượng thường xuyên chốt trực giám sát. Đặc biệt, chung cư đã lắp đặt 14 camera tại 7 tầng để giám sát theo dõi chặt chẽ, đảm bảo người dân tuyệt đối không ra khỏi căn hộ. Công tác phòng chống dịch tại chung cư này được nâng lên mức độ cao nhất.